đi vô, mình thử đi. Sao vậy? Sao nói chuyện mà không trả lời? À, ý em nói là không có tiền á, vô thử cũng vậy à đúng không? Ừ, cũng đúng. Vậy thôi. Công nhận á, chân chỉ với đôi giày á, giống như thuộc về nhau vậy đó. Em biết sao không? Một khi chân đã đẹp á, là máng gì cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi, đẹp quá vậy trời. Công nhận đẹp thì chị thử luôn chiếc này nha. Đem giúp chị 10 triệu hả em? À, dạ đúng rồi ạ. Ồ. Tính thử mà sao thấy rẻ quá. Ờ, tụi mình có giày nào giá mắc hơn đôi này không em? Dạ có chị, ở phía bên này nè chị. Mời chị qua coi nha. Mời chị xem. Ờ, tiếc quá. Mấy cái này không có đủ tầm với chị. Thôi, để bữa khác mà có hàng mới về chị ghé xem ha. Dạ. Cảm ơn em. Xin lỗi em nha. Hư lắm. Đi về. Chị, chị đi đâu vậy chị? Chị giải quyết chuyện này cho em chứ. Ờ, chị mới thay mặt Harris xin lỗi em rồi đó. Xin lỗi? Nó cắn nát đôi giày 10 triệu của shop em là xin lỗi là sao chị? Ví dụ như mà mình đi ăn nhà hàng, mình làm bể cái ly, nhà hàng có bắt mình đền không ta? Chuyện cái ly với chuyện đôi giày nó hoàn toàn khác nhau chị. Chị phải giải quyết cho em. Chị cho chị đi về đi chứ chị ở đây chị không có tiền đền. Chị vừa nói giày ở shop em không đủ đẳng cấp cho chị, bây giờ chị nói chị không có tiền. Chị không có tiền chị vô đây là thử giày làm gì? Chị thử cho biết. Thử cho biết. Không có tiền. Chị không có tiền. Tiền trong túi của chị nè. Có, chị có tiền. Là chị ta rồi. Có. Nè, giấy này chị đem theo để hốt phân cho Eric. Sáng giờ xài mấy miếng, còn 2 miếng. Còn 12.000 để tí đi xe buýt về. Chị nói gì vậy? Nhưng chị sang trọng vậy, mà không có tiền, tin nổi không? Em cũng bất ngờ vậy chị phải không? Chị đi đâu vậy? Chị đền. Chị đền mà. Đền gì? Cầm đi. Có cấn được gì thì cấn. Đôi giày này chị mua 15 triệu á. 15 triệu? Em thiếu chị lại 5 triệu nha. Nói cái gì? Mấy cái đôi này ở ngoài cửa hàng Sida đầy mà. Ừ là sao chị? Em hiểu chị mà phải không? Nói tóm lại là chị giải quyết cho tôi cái vụ này. Đôi giày 10 triệu. Eric, đừng nhào vô cắn đôi bốt nha. Đó, để cấn nợ đó. Gì mà điều kiện tuyển gia sư? Đang là giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp, mình còn chưa tốt nghiệp nữa. Sinh viên các trường nhân văn, trường sư phạm. Nhìn một hồi nhức mắt luôn á, mà mình không có được cái điều kiện nào trong đây hết. Bồ đăng ký vậy thêm hả? Không hợp với bồ đâu. Nhưng mà không sao đâu, mình đang y á, còn có thuốc chữa mà. Tôi chắc chắn luôn, với sự chăm chỉ của tôi thì chỉ trong vòng 3 tháng thôi tôi sẽ trả được hết nợ, để vậy sắp thêm quần áo mới nữa. Vậy đi. Anh thấy em nuôi chó chi cho mệt. Có người yêu này không? Nuôi người yêu sướng không? Mà anh thấy cái trường của em á, mới thành lập được có mấy năm nay mà là cái tên Trường Khoa Học Xã Hội và Dân Văn, nghe giống như là hàng phách của trường Nhân Văn. Đúng rồi đó. Người ta có chọn gia sư á, người ta cũng chọn sinh viên trường nổi tiếng chứ. Ai như bộ. Tôi nói cho bà biết nha,
chưa chắc gì á sinh viên trường nổi tiếng hay dạy giỏi hơn sinh viên trường không nổi tiếng đâu nha. Học giỏi là một chuyện, nhưng mà dạy để cho người khác giỏi lại là một chuyện khác nữa. Tôi chắc chắn Diễm My 96 này sẽ làm được. Cố lên Trần Diễm My. Alo. À, đây có phải là số điện thoại của gia sư Diễm My không? Dạ phải rồi ạ. Vậy là em được tuyển làm gia sư rồi hả chị? Sao tôi phải thuê gia sư chứ? Tôi rảnh quá nên gọi điện thôi mà. Hả? Trời đất ơi. Cười. Đúng rồi, thấy người ta ha đang bị vậy rồi mà còn gọi điện thoại chọc ghẹo tôi nữa hả? Bình tĩnh mày ơi. Giỡn chút xíu cho nó vui, trong nhà, trong cửa mà. Kiểu đó hả? Bình tĩnh mày. Điện thoại kìa. Đủ rồi nha, tắt điện thoại đi. Có gọi không vậy? Có đâu, gọi thiệt. Dạ alo. Dạ phải rồi ạ. Ngày mai em qua nhà em gặp phụ huynh luôn hả anh? Là vậy em trúng tuyển làm gia sư rồi hả? Dạ em cảm ơn anh. Thôi tất nhiên là không được rồi, tôi đang có chỗ làm mà. Ê nó nghe nè, xong nay trong lòng thấy nó cứ bất an sao luôn á. Tôi không biết tôi có để quên cái gì không nữa, không biết để quên đồ gì vậy ta. Sách rồi này kia nữa. Trời ơi. Trời ơi, không tin luôn, vậy mà cũng quên được nữa. Ê thôi nha, để tôi chạy về nhà liền, tôi để quên điện thoại ở nhà rồi, vậy nha. Ủa? Điện thoại ở đây mà. Là mình quên gì? Chà, mẹ quên mà. Có mà trời. Cũng có luôn. Vậy quên gì vậy trời? Quên gì ta? Dạ cô sáng con mới qua. Dạ cô giáo. Cho con xin miếng nước uống nha cô. Cô giáo tự lấy nha. Nay làm thì bị dơ rồi không có lấy được cho cô. Dạ. À, cô giáo ơi, chắc bữa nay cô giáo dạy hơi bị nóng á. Tại vì máy lạnh nó bị hư rồi. Ừ. Không sao đâu cô Sáu ơi. Ủa? Cô Sáu đang nấu chè cho nước hả? Ừ, hôm nay cô Sáu nấu chè cho nước mà lá cẩm. Lát cô giáo ở lại ăn nha. Ngon quá vậy. Thôi, con chắc con không ăn đâu. Nhìn mấy cái màu tím tím này con nhớ con mắt bầm của con quá à. Con mắt bầm. Cô Sáu ơi. Cô Sáu ơi. Dạ cậu Nguyên á. Kiếm tôi có chuyện gì không cậu Nguyên? Cô Sáu làm cho con mấy miếng bánh mì nha. Cậu Nguyên ăn bánh mì với lại trà bông nha. Dạ. Cô giáo ơi, cô giáo có ăn bánh mì. Ủa? Ủa cô giáo mới đây đã mất tiêu rồi. Nguyên quên cái tầm rồi. Hẹn chi Nguyên buổi sáng. Thiếu 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 gì. Course is helping me to do my job better. In the future, I might go back to school and get an MPA. Nóng gì mà nóng dữ vậy trời. Bây giờ em ghi được mấy cái nãy giờ cô đọc cho em chưa? Được rồi. Fui, Foli, Tich, Japan. Cô, cô ngồi xuống lên nè. Gì? Có gì không hiểu hả? Trời ơi, giờ không biết được gì hết vậy Nguyên. Cô giả bộ vào mắt đúng không? Em nói gì vậy? Giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống. Cô tưởng tôi là con nít hả? Em nghĩ sao mà tự nhiên cô giả bộ em làm cái gì? Nãy giờ cô đọc không lo học bài mà còn lo nói nữa.
Ủa, ngày mai con thi mà. Sao không chịu lo học bài đi, bây giờ còn ngồi đó đọc truyện nữa. Cô giáo con đâu? Con đâu biết. Đâu thấy tới đâu. Bộ mẹ cắt hợp đồng với cổ rồi hả? Tâm Anh, còn gì nữa đâu ăn nè. Con chị để mang lên, chị dọn khác đi. Thôi, vậy chị dọn khác nha. Dạ. Em lên. Vô nè, đây, vô, vô nè. Vô. Bồ có uống được nữa nè, vô. 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 Mai. Gì? Có phải là bà coi thường cái trường dân văn của tôi đó không? Tại sao bà coi thường cái trường tôi vậy? Thôi Mai ơi, em đừng cho My uống nữa, xỉ lắm rồi. Tại anh cho cô uống chứ bộ. Sao không trả lời? Sao không trả lời Mai? Băng Mai Nguyễn. Chào cô Liễu. Chào cô Liễu xinh đẹp. Chào cô Liễu. Cô Liễu. Nhậu với con cái cho đỡ buồn ha. Tôi không giỡn với cậu và cậu Quốc. Giỡn đâu, nhậu khó khăn nữa. Còn mấy đứa nữa, muốn ăn nhậu gì á, lên phòng ăn nhậu. Ở đây là lối ôm sòm quá, ai mà chịu cho nổi. Thôi mày ơi, đừng uống nữa mày ơi. Không có làm gì. Thôi, để chị dọn cho con ăn đi. Dạ. Ê con, thôi, để lát chú nhậu xong chú dọn cho nha. Dạ thôi, sẵn tay để con dọn cho. Thôi, để đi. Lát rồi tôi ăn nhậu tôi hết dọn dạ, cho. Dạ, thôi, để em dọn cho. Vậy thôi, dọn hết giùm tôi đi. Nè, có điện thoại kìa. Có điện thoại kìa, vậy nghe được không? Alo. Dạ đúng rồi ạ, đây là số điện thoại của Diễm My. Dạ. Dạ. Ê, My. Bộ hôm nay á hả, bà không tới dạy hay sao? Người ta nói bà không tới dạy kìa. Có tiếng đúng không? Không có dạy mà. Thì sao bên này gọi nói bà không tới dạy? Nào nữa à, thì bên dạy thêm đó, bên nào? Bên ta. Ôi, thằng xã hội đen. Có dạy. Chú gì vậy? Chú gì vậy? Bình thoại. Mai ơi, nó bị gì vậy? Thay đồ đi, dạ không. Dạy đâu mỗi lần vô như chui cái lỗ trái vậy. Ê, thấy cô giáo tới không biết chào hả mày? Tới giờ học qua bà ngồi học nha. Cô nhậu xỉn rồi đúng không? Xỉn thì sao? Xỉn xỉn mà vậy là vậy nha. Cô xuống đại học không có nói nhiều. Lấy tập vở ra. Cô giáo gì mà say xỉn. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy đi. Ôi. Phong, chuẩn bị đánh nhau đúng không? Tôi thường hay đánh nhau lắm mà mạnh mẽ. Đánh mà. Đánh đi. Thôi đi. Ôi. Cô quá đáng thiệt á. Người vậy mà cũng gọi là sinh viên diễn văn.
không phải là nhà trọ của cô. Cô muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ. Đâu có ngủ đâu, đang suy nghĩ đề thi cho em mà. Cũng dẻo miệng lắm. Nè, không có hết từ giận chưa đó? Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi, kiếm sống tiếng Anh là cái gì? Kiếm sống hả? Ờ. Earn a living. Đúng rồi. Sao hay dữ vậy trời? Vậy từ từ tiếng Anh là cái gì? Gì? Từ từ hả? Take one time. Ôi, sao tiếng bộ nhanh dữ vậy trời? Nè, em nhìn đi. Cái từ này là đang ở dạng nguyên mẫu nè. Nhưng khi mà mình đổi qua verb 3 thì sẽ... Cô nói ngọng rồi kìa. Nè, nhìn cái đã mới hiểu được bài. Nhìn nè. À. Cô biết rồi, cô sẽ hát cho em cái bài này. Thì sau khi nghe xong em sẽ rất là dễ hiểu. He is the... She... Hát tiếng Anh hay tụng tiếng Phạn vậy trời? She said to the boys, "Chăng." Nè, tôi chán nghe cái giọng của cô lắm rồi, nhức đầu quá. Don't use the of. Cô sao vậy? Cô mắc ói hả? Không có ói, còn không có ói đâu. Ê, nè, giữ lại. Rớt thiệt chứ. Cậu. Ủa? Hồi nãy mới nghe cô hát mà. À, hát thì ghê quá nên tự ói luôn hả? Xin lỗi. Người có lương tâm là người biết xấu hổ. Cậu nói gì vậy? Trên áo cổ ghi vậy kìa. Mày ơi. Gì? Em nhỏ lắm em coi á. Cô không biết xấu hổ luôn á. Dỗ giúp cô đi. Trời ơi, rồi. Chán cô là thiệt luôn. Cho hỏi, hai người có phải ở chung nhà với chủ số điện thoại này không? Trời đất ơi! Trời đất ơi! Làm gì mà uống nhiều dữ vậy? Trời đất ơi! Để tôi. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.